Video này chào mấy bác nha. Em hướng dẫn mấy bác cái cách chế của cái bô cho TD33. Thì mọi người nhìn em khi em chế xong á, thì nhìn nó rất là cân đối. Mọi người coi kỹ video rồi cho em xin một like. Rồi ok, thì có rất nhiều bác có thể chế còn ngon hơn em. Thì em chế thì bắt được một ốc, hai ốc, ba ốc, bốn ốc. Đấy, và hai ốc bắt vô trong luôn. Bài bản, rất là bài bản. Thì có thể nhiều bác chế sẽ đẹp hơn và ngon hơn, thì mấy bác vô đừng có cười. Thì nếu như mấy bác không có cái rá ngoài này thì mấy bác có thể dùng la, mấy bác câu xuống cho nó đẹp, giống như cái bô của T200 á, gọi bô cởi chuồng á, thì nó chỉ cần xuống mấy cụm sắt bằng lưới bên 10 là cũng được rồi. Rồi ok, thì giờ mấy bác sẽ được coi quy trình khi em độ một cái bô. Rồi ok nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà video này chào bác nha. Thì em có một con TD40. Thì video này là em chẳng qua là em hướng dẫn mọi người cách làm một cái bô. Thì đây là cái bô của nó bị nát rồi. Đó, có nghĩa là lủng này, lủng trên đây lỗ mọt hết rồi. Thì đây em dùng một cái hộp, có nghĩa là mấy bác hoàn toàn có thể chế được những cái loại bô khác. Thì đầu tiên mấy bác phải móc một cái lỗ như thế này đấy, để mà nó vừa với vị trí đó. Dùng cái gì đánh dấu thì dùng cái răng này đánh dấu vô. Đây đấy, cái răng của cái bô này luôn này đấy, đánh dấu qua bên đây rồi mình khoan xong rồi mình khoan xuyên qua hai bên của một cái hộp. Thì tùy vào mấy bác thích hộp nào thì hộp, còn em thì cái hộp này là vừa, cái hộp này hộp 36, cái hộp này hộp 36 nha. Thì mấy bác có thể như em là em cắt hai cái ác bê tông, hai cái ác bê tông nha, của máy cắt cỏ. Em cắt lấy mài vừa bằng thả vô đây. Bắt đầu bây giờ nhiệm vụ mình hàn phía trong đây nha, hàn cho nó đứng cứng ngắc lại. Đó, bây giờ bắt đầu em mang ra em hàn. Đấy, thì đây là cái bô nó đã hư. Thì cái bô này nó mỏng dính này, thậm chí đâm phát lủng này. Đây em thử luôn cho mọi người, nó chẳng còn cái gì nữa, thấy không, nó còn gì đâu. Như này thì về mọi người cũng xài đâu được bao nhiêu lâu đâu. Và cái cây hộp này được cái dày, ù dày đến ly hai là tha hồ về mà bền, thấy không. Đấy, và chất lượng cũng bảo đảm. Và cái bô này phía trong đây này nó cũng rỗng tách à, nó không có gì cả. Thì mình đâu có phải thay đổi kết cấu gì đâu, trong đây nó không có một cái gì luôn, mọi người coi này. Nên là không quan trọng cái chuyện phá vỡ kết cấu hay như này như kia đâu, mà mình cái chế vô ngon là được. Và nó dày này thì mọi người xài chẳng bao giờ hư được. Rồi ok, bây giờ em sẽ hàn. Vẫn là chế bô ngay mấy bác nha. Thì em cảm thấy có một cái áo đây này, nó vừa với vị trí bên đây luôn, là đẹp luôn này. Đây, các bác coi rất là cân đối, thấy không. Đấy. Thì em đã moi sẵn cái lỗ này để mà vô một cái xả. Rồi, còn vị trí phía trong đây có hai các bít tông nằm phía trong kìa, để nó gánh cái lực để mình siết nó không bị móp. Rồi, vị trí đây bịt lại bằng hai cái la dày này. Đấy. Rồi, mấy bác kiếm thêm mấy con tán nữa để mà mình sẽ hàn phía trên đây. Đây, mấy con tán này này. Đây. Hàn nó dính vô điểm trên đây. Điểm đây. Đấy. Để mà mình bắt cái áo này vô theo hai cái lỗ này là xong. Đấy. Hàn cứng hết lại, toàn bộ đây hàn lại nữa xong. Hàn ập cái này lại, chốc nữa em làm hoàn thành rồi em cho mấy bác coi. Rồi, chào mấy bác nha. Em đang hàn. Thì tay nghề em thì cũng không phải ghê gớm lắm, nhưng mà em cũng mấy năm trong nghề hàn này. Thì mình cố gắng mình hàn cho kín. Và em chỉ góp ý mấy bác nên làm sống toàn bộ. Mình bon vô hết cho nó cứng, cứng ngắc hết. Mình phải làm sống trên con máy thì nó mới chuẩn được nha. Chứ còn mấy bác mà làm ấy là đến khi nó cà lạch cà lạo lung tung hết. Thì đây em đã bong cứng rồi. Bây giờ bắt đầu mình gỡ cái bô này ra, mình hàn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Đây.